Tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc. Tao bao giờ nghĩ đến họ sẽ in câu gì của mày lên bia mộ nơi mày nằm chưa ở Vinh. Âm nhạc mày đã chạm được vào trái tim của một người nào chưa ở Vinh. Khi ngoài mấy cái câu chửi thì mày có gì đáng để tự hào không hả Vinh? Nếu Vinh thèm mấy cái phách đến thế thì tao sẽ kể cho Vinh tất. Nếu Vinh sợ thua đến thế thì tao sẽ để cho Vinh nhất. Nếu Vinh sợ họ biết bí mật đến thế thì tao cứ để cho Vinh cất. Để xem ai sẽ nhận là fan quá lâu sau khi thấy hình bóng của Vinh khuất. Shit. Boss by boss man. Nhưng mà sai lầm của tôi ở đây là tôi quên mất cái người tham gia cuộc chiến này là Gothic. Thì hello and what's good, welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Jockey Nguyễn baby. Ok, thì nếu mà các bạn chưa bấm subscribe, tại vì 80% mình có check số liệu là 80% những người xem những cái video của mình là những người chưa bấm nút subscribe, thì hãy giúp mình bấm nút subscribe phía bên dưới nhé. Tại vì ở thời điểm hiện tại thì nó sắp được 10.000 subscribe rồi, thì mình rất mong là các bạn sẽ bấm nút subscribe và mình rất là trân trọng cái việc đó. Và nếu mà xem xong cái video này cảm thấy vui, cảm thấy là tích cực thì hãy bấm nút like giúp mình nhé. Thì hôm nay, như tựa đề của video ngày hôm nay, thì mình sẽ làm một cái reaction video cho một cái bài hát mới. Yeah, một cái gọi là phản hồi từ Gothic. Bài hát tên là Knock Out. Thì cái bài hát này ra mắt vào được ra vào ngày hôm qua, tối hôm qua, nhưng mà tối hôm qua mình bận quá nên là mình không có làm reaction được. Và bây giờ hiện tại là 9 giờ sáng và yeah, thì chúng ta có mặt ở đây. Ok, và sau cái bài chú xin lỗi cháu, thì thật sự là mình rất là respect Linh Thộn luôn. Tại vì cái verse 3 thì nó quá hay. Thì mình không biết là cái bài Knock Out này sẽ như thế nào, có kiểu rebuttal lại những cái, hoặc là bẻ lại những cái gọi là những cái gì mà Linh Thộn đã nói trước đó hay là không. Nhưng mà mình nghĩ đối với cái level ở của Gothic á, thì mình không có nghi ngờ gì cả. Và để xem coi là cái nhận định của mình nó có sai hay là không. Và let's go baby. Và trước khi bấm play cái video này thì chắc là các bạn cũng biết sẽ mình sẽ nhắc nhở các bạn cái việc gì rồi đúng không? Always stay hydrated. Đây không phải là quảng cáo, nhưng mà mình là YouTuber duy nhất ở Việt Nam này luôn luôn nhắc nhở các bạn cái việc uống nước. Always stay hydrated. Nếu mà chú uống nước thì hãy uống nước đi, còn đợi gì nữa. Ok, and let's go baby. Tao cho mày 4 ngày. Một là mày đầu hàng. Hai là mày ôn ao đối với tao một trận, dùng hết sức lực của mình. Và mày lựa chọn một cái bài tỏ tình. Để mẹ tỏ tình ăn đầu bùi à? Cái đít con mẹ mày chưa khều người ta trước sao mày why oh hui mày ăn cặc à? Đít mẹ mày đàn ông lên, dám làm dám nhận, đít mẹ mày đừng giả làm nạn nhân nữa. Giờ tao chôn xác mày luôn. Vĩnh biệt tờ Linh Thộn. Thật sự luôn mình không biết như thế nào, nhưng mà cái beep này kiểu thứ mà duy nhất gọi là in sâu trong cái đầu mình nhất đó là cái tờ Linh Thộn. Mình không biết các bạn như thế nào, nhưng mà đối với một cái người nghe nhạc kiểu như mình thì cái thứ duy nhất kiểu in sâu trong đầu mình kiểu khi mà nhắc đến cái beat này là cái tình Linh Thộn. Trước tiên thì shout out cho kiểu Gothic và cả Linh Thộn. Ở đây đối với phương diện cá nhân mình thì mình sẽ không nói là ai thắng ai thua hay là cái gì cả, tại vì mình thích bài nào thì mình nói bài nó hay hơn thôi, kiểu như vậy thôi, chứ mình cũng không gọi là thích ai hay là chê ai hay là ghét ai cả. Tại vì nhờ có những cái beef như thế này thì nhìn về mặt tích cực ha, thì cả hai rapper này đều kiểu show ra được cái khả năng của mình, cũng như là riêng đối với những cái người viewer khán giả như chúng ta thì chúng ta có những cái thứ gọi là những cái nhạc, những cái bài hát để chúng ta ngồi chúng ta xem và chúng ta hóng. Thì đó là nhìn về mặt tích cực thì mình cảm thấy nó nhiều hơn là những cái mặt tiêu cực, ví dụ như là phải phân đo coi là ai thắng ai thua. Thì with all my respect thì mình rất là gọi là vui khi mà có cái beef này nói về mặt tích cực ha. Ok, tiếp tục thôi nào. Địt con mẹ tờ Linh Thộn bịa chuyện tao đập cho tan biến, đống phê mày đang cầy vẫn cù lý bịa bị vả cho vỡ mõm nên phải tự thủ, dâm rằng tao là fan mày quay bịa chuyện để cho fan nó bu mồm thì chém ra những đợt gió thu. Tao chuyện so sánh có phúc chuyện chơi chữ thì ăn cắp kiểu lồn gì hạ con chó ngu.
Đây điệu nhận ra văn mẫu anh hưng phải có cả tấn cứt trong não thằng gầy này. Chửi mấy thằng chuyên tích phải lưu chứ hay là mày định bỏ con bác cả thầy mày. Tao chỉ dùng status công khai như cái tờ linh thọ bắp giá thật trắng trợn. Thằng lick cả đoạn tin riêng với bác thì con súc vật đó mới là thằng cắn trộm. Thằng cắn trộm là cái thằng đạo lý, không để lũ chọn đội yếu khi đít nhau, nên linh chọn đó là rapid tổ team có thằng nào giỏi đít đâu. Thằng cắn trộm là cái thằng xạo lợn, có tình bọn tao có thích bản tính mà giống nó. Bằng chứng tao ủ mưu chửi mày đâu hả con súc vật thay mặt và sống chó. Thằng cắn trộm là cái thằng gây chiến, chửi tao chót rồi ra vẻ nạn nhân. Bí hết ý nên phải chửi tao béo ở thì trình độ mình không cùng hạng cân. Thằng óc chó lịch thổ này ngu si miên bàn, bí lý về chuyện xong rồi suy diễn sàng. Bố mẹ đặt tên Nguyễn Hoàng Linh, có phải muốn thằng Linh đứng sau rồi đốc ghi Nguyễn Hoàng. Chơi em gồm mày không chuyên, loại xì ke tao không thể phân biệt. Thằng bố con mẹ mày chắc phải thanh minh, cháu Linh nhà tôi tuy ngu nhưng không miệng. Hết cái chửi rồi lại đi bợ giá, lại lên mà khóc lóc dù cho mày chọc vinh. Người trong điếu khác gì que củi nên phải bám cây với gỗ làm đồng minh. Nên bám cây, cây là mình nghĩ là MCK. Mình không biết là cái gọi là cái suy nghĩ của mình đúng hay không ha. Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi. Nhưng mà nếu mà có sai thì mong là các bạn bỏ qua. Thì nên phải bám cây, cây đây mình nghĩ là MCK, còn gõ đây là Woody. Người trong đéo khác gì cả. Vì que củi là kiểu nói về kiểu ốm á, nhưng mà cây với gõ đây. Bars man. Mẹ mày chắc phải thanh minh, cháu Linh nhà tôi tuy ngu nhưng không miệng. Hết cái chửi rồi lại đi bợ giá, lại lên mà khóc lóc dù cho mày chọc vinh. Người trong điếu khác gì que củi nên phải bám cây với gỗ làm đồng minh. Chửi MCK rồi lại bênh rap chậm thôi, trình độ bóp giá quá siêu đó. Linh bài trước sắp lọ cho Wood đi, bài sau đòi địt người yêu nó. Làm đàn ông thì if you know, you know, man. Củi nên phải bám cây với gỗ làm đồng minh. Chửi MCK rồi lại bênh rap chậm thôi, trình độ bóp dài quá siêu đó. Linh bài trước sắp lọ cho Wood đi, bài sau đòi địt người yêu nó. Làm đàn ông thì thua phải dám nhận, thôi bợ dái và thôi chả treo đi. Mỗi cái buổi tương đương một quả bóng, thì trận này thốt bú khỏe hơn ở keo ly. Bợ dái và thôi chả treo đi. Mỗi cái buổi tương đương một quả bóng, thì trận này thốt bú khỏe hơn ở keo ly. Oh my god! Bài chơi tội nhất trước vào mùng nghi, địt mẹ xúc vật thì thật quá thê lương. Bài này thuận quên hết là mình nói, kể lể khóc lóc như cặp lá yêu thương. Vương cao đăng thì gothic donate, giờ mày sủa tao phải gặp trực tiếp, đó còn gì vương lại. Đéo còn lý lẽ nên phải dùng người chết để xin lòng thương hại. Khinh vãi lồn, tao khinh bỉ thằng Linh thuận ngu si. Rap beat battle kiểu lồn gì mà lại khen đối thủ hỗ trò chơi Yugi. Tôn tao vương, tôn chiến thần làm cho tao ngại quá. Vua đến cuối bàn cờ vẫn là vua, vừa rap vừa khen tao tờ Linh thuận dại quá. Con thích còn chưa rap, còn Phạm Huy tiếp brick ý mày là gì đây. A cặc làm đéo có cho với Hưng ca, có Phúc Du lúc đấy vẫn 1337. 2020 Pichu si bố láo, bọn tao chặt đầu gì khi nó vừa ngoái tới. A cặc đéo joy cho sợ hay khẳng định, chỉ chúng mày chỉ ngang Pichu si đái tới. Tờ Linh thuận bắt đầu xám quá nhở, ăn chửi căng nên cảm giác quá nhở. Đéo ai cấm mày body shaming, họ chửi mày bóp dái và mày làm quá dở. Sprout Vân Đình đéo biết bao nhiêu ngày, như tinh thần gót thích đéo bao giờ trong chênh. Khi họ dùng tờ Linh thuận chửi mày thì mày hiện hình bông tuyết thật mong manh. Anh tao mới cho mày biết mặt, mày lại khèo như bọn nó khuyết tật. Mày lại chửi anh tao là giả điếc ra, trong khi thằng anh mày điếc thật. Chúng mày nhớ Phạm Huy ra giết hay năm vẫn cay cú lời tao nói nào sai. Tim được lít bởi thằng Kira điếc, nên A Cặp nghe nhạc có thích đéo vào tai. Đấy, bài của mày tao bẻ hết con mẹ rồi đấy. Quá rõ ràng rồi, quá rõ ràng từ round trước rồi. I just like this. Tao rap ấy chỉ để khẳng định bản thân thôi. Chứ chúng mày tuổi đéo gì đấy. Cái đít con mẹ mày thằng tập producer tao đang nói giờ. Đít mẹ mày chứ. Mixer cái máu lồn à. Đít. Đít mẹ nghe beat rap lớp nhở. Tình cảm nhở. Đít mẹ mày bố mày chôn xác A Cặc trên cái beat rap lớp rồi luôn. Đít mẹ mày. Chiến tiếp vào. Đít mẹ thằng thua nhìn néo đi. Thu tiếp đi. Vậy ông kiểu mixer kiểu hả, ông chửi tao vậy, tao làm gì mày hả, là sao là sao what yeah bye. Bài của mày tao bẻ hết con mẹ rồi đấy. Bye. Kết quả nó quá rõ ràng rồi, nó quá rõ ràng từ round trước rồi. I just like this. Chỉ để khẳng định bản thân thôi.
chúng mày tuổi đéo gì đấy. Cái đít con mẹ mày, thằng tập producer tao đang nói dở. Đít mẹ mày chứ. Mixer cái máu lồn à. Đít à. Thì mẹ nghe biết rap lớp nhở. Tình cảm nhở. Đít mẹ mày. Mày chua sắc a cọc trên cái đít rap lớp. Đít mẹ mày. Chiến tiếp vào. Đít mẹ thằng thu âm nhìn néo đi. Thu tiếp đi. Gái bản rồi lấy danh dự ra cược, đây đều phải là đối mặt với thất bại. Đấy là mày óc chó, mày tự cao, mày hành động một cách rất dại. Đổi lấy gì bản thân lấy vài năm rap, và chính mày đã trở thành nỗi thất bại. Một nỗi ô nhục nhưng không sao, vì mày có một lũ óc chó. Không chỉ mày lỗi sai mà chỉ có bưng bô. Lũ anh em tính vừa ngáo vừa nát, sẵn sàng ủng hộ việc mày nhổ nước bọt vào áo người khác. Dùng hai lần mà vẫn sai phách thì mày lũ kê. Tiền túi quốc anh mà tay tao mày cứ rúi về. Phan mày đều khác gì con cầy đói, mồm ong ngoang chỉ bầy sói. Như sở thích của chúng nó lại là hú thuê. Trận huy nô ta luôn chấp nhận mọi phán quyết mọi kết quả, dù cho người nghe nhạc họ rất giận. Dù cho đến tận bây giờ những cuộc tranh cãi vẫn bất tận. Tao dám chơi dám chịu dám nhận thua, đấy là bất luận. Cặp cay đắng rồi, thằng nào cũng cắn người, cũng cái chiến đều khác gì về lũ chó ngu vị dại. Từ hồi đầu thằng có thích khí khái thì thằng đéo nào cũng quay mặt. Cay mắt xong rồi ra vẻ mình bị hại. Mày xạo lồn là tao giấu mặt, trong cái stream nào tao cũng show mặt. Chỉnh bịa phách của mày lố thật. Bịa phách thì linh quả cay lắm rồi. Rap đi sai phách cả bài đã có nói cũng hiểu là ai thắng rồi. Mày chửi tao là thằng tự ti, vậy sao mà tao lại dám vào Sài Gòn rap chắc nghìn người hả mày. Lý tao sắc như con dao, các thằng ớt là mày. Tao lên Hà Nội ăn giải freestyle trên đất nhà mày. Mày là thằng duy nhất trong VIP này thôi. Từ từ nha, sorry. Dừng tôi đọc cái này. Tôi chỉ muốn nói là Sleepless đã cứu tâm trạng cái ngày hôm nay của tôi. Tôi cảm nhận bây giờ hơn. Nhưng mà nếu không có Sleepless đêm nay. Wow. Respect man, respect man. Đây là từ một bạn fan nhắn cho Gothic à? Hay là như thế nào? Ok, để nghe tiếp thôi nha. Ok. Tao lên Hà Nội ăn giải freestyle trên đất nhà mày. Mày là thằng duy nhất trong VIP này talk shit. Nhà tao từng cứu người, tao cần luôn gì hot hit. Thương cao đã nói rồi, mày nếu nghe ra bộ não thối đủ. Một vị võ sĩ chỉ cần chạm vào trái tim của đối thủ. Tao học của cả những người đi chậm và cả những người đi sau. Damn, khu này mình không thể kiểu không thể replay được á. Damn, một vị võ sĩ chỉ cần chạm vào trái tim của đối thủ. Holy shit. Rất là nhiều nghĩa luôn á. Oh my god. Wow, god man. Tao lên Hà Nội ăn giải freestyle trên đất nhà mày. Mày là thằng duy nhất trong VIP này talk shit. Nhà tao từng cứu người, tao cần luôn gì hot hit. Thương cao đã nói rồi, mày đéo nghe ra bộ não thối đủ. Một vị võ sĩ chỉ cần chạm vào trái tim của đối thủ. Tao học cùng cả những người đi trước và cả những người đi sau. Shout out to Hưng Cao, VDIC, DDSK, Zodiac cùng team ISD. Và rất nhiều battler ảnh hưởng tao từ OG đến NextG. Chắc chắn đéo ai thảm bại như mày, thành một con chó giả nạn nhân và thảm hại như mày. Điểm chung nhất đấy là họ luôn luôn bất khuất, dù biết trước là mình sẽ thua, chưa đéo cầu xin lòng thương hại như mày. Ta không phá sức mày không có cách nào, vì nghèo không phải cái tội, chỉ đồng lý lẽ mày ung thư. Vì tính mày xạo lồn cho khi ra tiền mua chung cư thì thua rồi. Tiền có thể kiếm lại, chứ danh dự thì đéo thể mua nổi. Ta vẫn tự hào nếu bỏ rap ra, ta bỏ mic xuống vẫn là thằng học sinh giỏi ăn giải quốc gia. Vẫn cứ tự hào về đội ba, tự hào những người ủng hộ ở bên mình. Lúc ta thua we know the sort xa. Sau trận này tim mày hơi khó đấy. Rap Việt từ nay nó thấy a cặc giờ như chó giấy. Cái con chó điên sủa mãi đéo để cơm mồm. Giờ khóc lóc kể khổ, dòng linh thuận dõi cả người hâm mộ. Đây mới là chiến thắng của tao, cho tất cả mọi người thấy a cặc hèn nhiều đến mức nào. Từng angle mày đéo thể đỡ được. Mày có inbox nhờ Eminem trên nhạc, kết quả cũng đéo thể gỡ ngược. Tao chẳng mất gì, mày đít thì con thích reply. Bẻ hết, biến mày thành kẻ chết mà đéo cần nghi ngại. Chế tên tao chế lại, con gà như mày định lọ sao. A cặc chu vào bò xác, rap Việt thêm respect trình độ tao. A cặc một lũ yếu ớt bóp dài đến trắng trợn. Gothic quả mộng cho chúng mày đéo thể cắn. Cho mày hỏi tao, một Gothic sẽ khác gì bằng thanh kiếm vần. Cái ngày tao ngã xuống, hãy khắc lên hai chữ chiến thần. Nếu mày đi tao, có một cái bài không có tương lai, không có tu từ. Và thật địa phách cả bài. Damn! Nhưng mày là một bản lĩnh. Trận chiến này kết thúc từ lâu rồi. Thật hey. Truyền thông bật tiếp đi. Cho fan vào spam tiếp đi. Damn. Chúng mày tuổi lâu. Wow. Oh my god. Wow. Hôm nay
trời đẹp thế nhờ. Oh my god, kiểu đúng là kiểu mà một cách để khởi đầu một ngày mới luôn á. Holy shit, wow. Vẫn là gothic, vẫn là đúng là ở đây là mình đồng ý với cái việc là cái việc chế tên á, thì giờ theo mình nghĩ là gothic là một trong những người chế tên rất là đỉnh luôn á. Dạ, yeah. Nhưng là cái trong cái beef này thì cái tờ linh thộn là coi như là mình nghĩ là đã găm sâu trong rất là nhiều kiểu anh em đang theo dõi cái beef này rồi thì dạ. Yeah. Oh my god. Wow. Wow. Nói gì nữa đây nhờ. Chắc là không biết là sẽ có cái reply từ linh thộn hay là không, nhưng mà mình biết chắc là sẽ có rất là nhiều anh em sẽ mong chờ cho cái reply từ linh thộn và chúng ta đợi đến cái round tiếp theo, đúng không? Riêng tôi là như vậy, tại vì thật sự là với mọi cái respect của tôi thì tôi không có chê hay là kiểu ghét hay là cái gì cả, chỉ là tôi đang ủng hộ cho cái ủng hộ cũng như là tận hưởng cái beef này thôi. Tại vì chúng ta có nhạc để chúng ta nghe, nhìn về mặt tích cực là như vậy. Và thấy được cái khả năng cũng như là kỹ năng của cả hai người. Thì đó là cái tích cực mà tôi đang nhìn vào là như vậy. Thì thật sự là respect cả hai rapper. Mình không biết là sau cái beef này sẽ như thế nào, nhưng mà mong là mọi thứ nó sẽ gọi là tích cực nhất có thể và ổn thỏa nhất có thể. Ok, và đó là cái reaction của mình cho cái bài hát Not Out của Gothic này. Và yeah, shout out to Gothic. Wow, damn. Cũng đáng để chúng ta chờ đợi đấy nha. Và chúng ta cùng ngồi chờ với nhau coi là sắp tới sẽ có những cái gì. Mong là sẽ có reply từ linh hồn. Yeah. Và cái reaction của mình đến đây thôi. Và rất là mong là các bạn, như mình nói, nếu mà các bạn chưa bấm subscribe thì hãy bấm subscribe đi. Tại vì tớ rất cần cái nút subscribe từ các bạn. Ok. Và hãy comment phía bên dưới nếu mà các bạn đang có biết một cái sản phẩm âm nhạc nào hoặc là một cái video nào đó kiểu nghĩ là mình sẽ reaction nó thú vị, thì hãy comment phía bên dưới nhé. Ok, và cái reaction của mình đến đây thôi. Nhưng mà khi mình chúc các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ và mong là mình đã đem lại một cái năng lượng tích cực cho các bạn. Và hãy nhắc nhở những người xung quanh của chúng ta uống nước nha. Và các bạn cũng hãy uống nước nữa. Ok. Và cái reaction của mình đến đây thôi. Mong là mình đã đem lại một cái năng lượng tích cực dành cho các bạn. Đón chờ mình ở cái reaction video tiếp theo. Nhưng mà khi đến đây thôi. Peace and I'm out. Bye guys. Và mình có để hai cái đường link ở dưới phần mô tả, là nếu mà các bạn bấm vào các bạn có thể donate cho mình á. Ý là mình nói vậy thôi, ý là cái còn có donate hay không á, là kiểu cái tâm của các bạn, kiểu cái tâm các bạn có nhân hậu hay không á, kiểu cái vậy đó. Ok, bye.